Vâng, chào các bác. Hôm nay bên em giới thiệu sản phẩm camera Carecam. Sản phẩm màu mới các bác nhé. Đó. Sản phẩm này thì là có cổng kết nối mạng này. Mạng LAN các bác nhé. Vừa thu wifi vừa kết nối mạng LAN. Các cây má trước thì là sẽ không có cổng mạng LAN này các bác nhé. Giá thì vẫn như trước thôi. Không có gì thay đổi. Đây là logic set đây. Đây là khe cắm thẻ nhớ các bác nhé. Để cài đặt thì rất là đơn giản thôi. Các bác tải cái app Kareka Pro về giúp em này. Camera này nó có cả chế độ phát phát hiện chuyển động các bác nhé. Nếu có người đi đến khu vực của camera thì nó sẽ tự động theo dõi cái đối tượng đấy. Rất là hay. Các bạn vào cái app KD Cam Pro này. Xong vào thêm thiết bị này. Vào camera wifi này. các bác đợi xíu đây và dầu cộng này và thêm thiết bị này camera wifi kép nối bằng mạc qr này. tích và dầu tích này đảm bảo các bước trên nó hoàn thành tất đây ấn bước tiếp theo cái này nó yêu cầu là mình phải kết nối với mạng 2.4G nhé. 5G thì không kết nối được sau khi nó hiện ra màu vạch này các bác chỉ việc để cái màu vạch này trước ống kính của cam đợi nó quét báo ok xong là xong thôi rất là đơn giản cài đặt đơn giản nhiều tính năng dễ sử dụng trước khi cài các bác nhớ là Reset đi nhá gì okay. xe cái nút reset này mà bọn em chỉ đấy cạnh người khoe cắm thể nhớ đấy ạ khi nó đã báo ok rồi thì mình kích vào tôi đã nghe thấy lời nhắc nhở này đó bây giờ chờ thôi chờ đến đoạn này đặt tên cho nó là xong rồi đó rất nhanh gọn ok cảm ơn các bác xin chào và hẹn gặp lại các bác